Hello mọi người đã trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi 8 tựa game kinh dị mới. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go. Ok, xong vụ này thôi chúng ta sẽ đổi đời. Phải tìm 20 túi tiền. Sau đó tìm cách thoát vào đây. Ok, chúng ta đã đến cái tiền đầu tiên. Ok, ta sẽ đợi nó đi qua. Đã xuống tầng dưới rồi. Lên thực trên nhá. Ôi không. Tí nữa thì bị vấn mọi người ạ. Ok, mình sẽ lên tầng trên.
Wow, mình có thể để xuống tầng hầm trực tiếp luôn. Ok, nó đã lên tầng trên rồi. Và mình cũng chỉ còn 5 túi tiền nữa là mình sẽ thoát ra khỏi đây thôi. Ok, mình cần cái tiền duy nhất nữa thôi. Thôi không. Ok, mình sẽ lên. Không biết cái cầu thang nó ở chỗ nào nhỉ? Mình sẽ phải đi tìm cầu thang. Ôi không. Mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu nha.
sẽ thoát ra khỏi nhà bà Evinun bằng một con đường khác. Ôi đau. Chạy thôi mọi người ơi. Đi lấy chìa khóa đa năng. Mình có được tầm chìa khóa đa năng rồi. Không, bà đã chạy mất rồi mọi người ạ.
sẽ mở trong cái này. Ok, hôm nay là ngày cuối cùng. Ôi không. Ok, ninja. Thank you.
Carimagras. Căn nhà khá là rộng đấy. Ok, skip qua.
Man the fort. Chúng ta sẽ đào được rất nhiều vàng. Quân địch quá đông. Sirenet. Okay. Okay, chúng ta sẽ đến điểm đầu tiên và lấy một số thứ các đồ vật hữu ích để trốn thoát khỏi khu rừng này. Chúng ta canh sẽ có gì? Ok. Quá đây, đây chúng ta có một khẩu súng.
Ok, chúng ta sẽ đến điểm thứ hai. Ok, chúng ta đã lắp được vô lăng và thuyền. Sẽ quay lại điểm đầu tiên để lấy chìa khóa của chiếc thuyền này. Ok. Mình sẽ quay lại chiếc thuyền đấy. Ok, sẽ quay lại đi lấy nhiên liệu cho chiếc thuyền. Ok, có nhiên liệu cho thuyền rồi. Giờ mình sẽ quay lại thuyền và đổ đầy bình và trốn thoát vào đây. Đây hết con quái vật kia. Ui. Ôi sao. Ok, drone dây. Thank you.
Kirishio. Ok, mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.